Đây là cây cung đình đỏ hàng một thân như này á, cực kỳ hiếm luôn. Mà giá chỉ có 10 củ thôi. Quay mặt em đi, đẹp anh chốt cây. À, ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. 0969162214 ạ. Bây giờ em quay cho mọi người cây cung đình phấn hồng nhá, phấn hồng cung đình nhá. Phấn hồng cung đình ạ. Đây là hồng phấn hồng cung đình nhá, xem còn cây nào đang nụ. Trà tàu không có, vườn này không có trà tàu đâu các bác ơi. Phấn đờ hồng cung đình đang nụ. Đây nhá. Đúng rồi, cái hàng này bác nào mà trồng trà được thì các bác biết trồng phải rất lâu mới được cây như này, bởi vì nó là dòng cây chậm lớn nha các bác nhá. Dòng cây chậm lớn đây là trà phấn hồng cung đình ạ. Trà phấn hồng cung đình nhá. À, nói chung là nếu mà đắt rẻ, giá cả đắt rẻ thì là nó còn tùy thuộc. Đối với những người có tiền thì người ta thấy rẻ, còn đối với những người không có tiền thì lại thấy đắt. Những bác không có tiền thì 500k cũng là đắt đấy chị. Em nói thật luôn. Thôi mọi người, nếu mà ai cảm thấy đắt thì cũng không sao. Mọi người cứ xem like cho em cho vui vẻ thôi. Chia sẻ like cho em là được ạ. Xem like, tương tác cho em, thả tim, thả like cho em. Lúc nào mà mình có tiền thì mình mua, mà chưa có tiền thì mình cứ xem like, động viên em bằng cách thả tim, thả like cho em. Mọi người ai chưa thả tim cho em đi. Mà ai thả tim rồi, thả tim tiếp. Ai chưa follow thì follow cho em đi ạ. Mỗi người cho em xin một lượt tim, một lượt follow, một lượt chia sẻ. Em tăng tương tác em lên. Em cảm ơn anh Hoàng Lam 090 đã follow em ạ. Cảm ơn anh. Đây chính là trà phấn hồng cung đình đây. Trà tàu, đây là cổ của mình này, trà cung đình của mình này. Ta mấy tàu khác nhau, là cái loại này thì ở bên Trung Quốc nó không có đâu. Trà phấn hồng cung đình này bên Trung Quốc họ không có đâu. Trà tàu nó có cái loại trà thơm ấy, là trà tàu đấy ạ. Những cái loại này là bên Trung Quốc họ không có. Bạn chưa bán hoa lan đúng không? Em bán hoa hồng ạ. Em bán hoa hồng, em bán từ năm 2017, 2016 đó, nhà em bắt đầu mở vườn. Thì là lúc đầu thì một mình lão Tuân nhà em lão ý bán thôi. Sau là đến năm 2017 thì em bắt đầu em bán ạ. Phong TikTok đã follow chủ phòng này. Em cảm ơn anh Phong TikTok đã follow em. Nghe giọng quen quen, đúng rồi, em phát like liên tục mà. Em bán like ở trên Facebook ấy mọi người ạ. Em bán like ở trên Facebook. Bây giờ bắt đầu mới bán trên TikTok, chứ ngày xưa là em bán trên Facebook nhiều lắm luôn. Cái này xứ lạnh mới trồng được chứ đồng noi like Sài Gòn. Đúng rồi. Các bác, cái cây này các bác trong miền trong các bác mua này em cũng không bán đâu ạ. Em không bán cái hàng này cho các bác miền Nam nhá. Cây này chỉ bán cho các bác miền Bắc thôi, Bắc miền Bắc và miền Trung. Miền Bắc miền Trung là trồng được, hoặc là cả vùng Tây Nguyên ví dụ như là Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông là các bác trồng được ạ. Chứ còn miền Nam Sài Gòn nắng nóng là các bác không trồng được đâu ạ. Cây này là 5 củ rưỡi nhá. Cây này 5 củ rưỡi ạ. Cây này 5 củ rưỡi. Vanh của nó vào khoảng 12 13, vanh gốc khoảng 12 13 nhá. Vanh gốc 13, vanh gốc 12 13. 5 củ rưỡi, và cái cây này là em chỉ bán cho các bác miền Bắc thôi. Các bác miền Bắc thôi, các bác chia sẻ like cho em để tăng được tương tác cho em lên. Bây giờ còn có 67 người xem. 70 người xem thôi. 64 người xem, thuộc giảm người xem rồi. Các bác thả tim thả like cho em. Em không nói ra là anh Tuân đêm nào cũng chơi cờ muộn. Bà Nguyễn Lê Tuân thì bạn ấy đều chơi cờ, bạn ấy đều phát cờ. Bạn ấy thử nghiệm bạn phát cờ trên TikTok xem có ai tham gia không. Bởi vì ngày xưa là bạn ấy hay phát cờ trên Facebook ấy, phát cờ tướng ấy. Bạn ấy có cái kênh cờ tướng, bạn hay phát cờ. Thì là bạn ấy phát thử trên TikTok này. Nhưng mà thấy TikTok tương tác cờ tướng nó kém hơn ở trên Facebook. Trên Facebook các bác ấy thích tờ cờ hơn hay sao ấy. Cái này là trà cung đình nhá, trà phấn hồng cung đình. Nhà em thì em bán hàng lâu rồi, bán hàng lâu năm ở trên đấy rồi. Bây giờ em mới bán trên TikTok, chứ em chủ yếu bán trên Facebook. Các bác nào mà có niềm đam mê về hoa cây cảnh thì các bác follow em đi ạ. Thì em có nhiều mặt hàng lắm, em bán nhiều mặt hàng lắm, các bác follow em đi ạ. Cây như này em bán là 5.5 củ nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Các bác ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. 5.5 củ ạ. Cái tiếp theo đây ạ. Cái này cũng là vanh 12 đến 13. Cái này cũng 5.5 củ này. Em cảm ơn anh GTP đã follow em. Cảm ơn anh GTP. Nói chung là cảm ơn các bạn đã xem like. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người thả tim đi cho em đi, nhấn tim cho em đi, nhấn tim cho điên đảo đi xem nào. Nhấn tim cho điên đảo đi xem nào. Không thì tim thì cả. Cứ xem không thế này thôi à. Mọi người cho em một tim.